Máy giặt LG. Start không được. Tát không được thì nó hỏng ở trên bề mặt này thôi. Thì là tháo bề mặt ra. Start đây. Kiểm tra xem nút có thiết không. Vặn hồ 2x1 nha. Đo xem nút nó có bị chết rồi. Phim bấm vẫn tốt này. Giờ mình tiến hành là lần ngược về xem phim nó về đến đâu. Về đây. Tiếp theo mình vặn đồng hồ thăm 10k nhé. Đo 2 chiều phim bấm xem có lên 1 triệu, xem có lên 1 chiều lên, chiều không lên là tốt nhé. Đây. Một chiều không lên này, một chiều lên này, tốt này. Vậy nhìn con diode này chạy tốt này. Bắt đầu mình đặt về đồng hồ thang nhân 1, mình lần ngược trở lại. Đường start nó về đến đây. Giờ mình tách tất cả những cái linh kiện trên đường start này xem có con nào hỏng trên đường này không.
Đây là những linh kiện trên đường start này. Bắt đầu mình đo xem nó có chết không. Bạn đồng hồ thăm 10k nha. Đo lần lượt 2 lần đảo chiều. Chiều lên chiều không lên là tốt. Chiều này lên này. Chiều này không lên này. Này tốt này. Tiếp tục. Chiều lên ít này. Chiều lên nhiều này. Con này chết này. Này chết này. Chiều lên này. Hai chiều lên này. Thằng chết này. Tiếp tục. Chiều lên này. Chiều này lên ít này. Chiều lên ít này. Chiều lên nhiều. Con này cũng chết. Ba con chết. Mưa.
bừa bộn nhanh thôi. 2-3 hôm nữa lại phải dọn quán lần. Chật lắm. Trước anh có hay dọn quán không? Suốt liên tục. Giống như sửa chữa thế. Ai đi trong ngày dọn ngay được. Lúc làm xong mỏi mệt. Nó chữa xong chẳng muốn dọn. Không thời gian đâu mà dọn này. Không có về mỏi quá, không có thợ, không chú ý gì cho mấy cái đồ quán như thứ. Hôm sau ra chứ cứ thế làm luôn. Start không rồi không được này nhé. Giờ tôi rồi này. Để xem nó start này. Giờ đóng nắp rồi. LG đời này chuyên bị hỏng start nhỉ. Cái đời nút tròn tròn này. Vâng. Em gặp nhiều lắm. Sau này dùng toàn cảm biến. Vâng. Đời sau nó khắc phục được cái lối nọ này lại dính lối kia. Không có cái gì mà hoàn hảo. Lại cái nhé. Anh cho nói đi, lắp công tắc các thứ. Anh yêu con này nó có đường ngay đi, có về không? Không có động cơ. Thế thì đây cũng chỉ thử cho được nút start thôi. Ừ. Bắt không à đấy. Không được. Start này. Được rồi đấy. Đấy, đóng rồi đấy. Đóng rồi rồi. Trong nghe không có cái cửa trong đó. Có mà. Như vừa tắt xong. Nó bởi có đế khởi động nóng lên. Nó nóng khởi động nóng lên nó ngắt. Câu còn gài cái cửa vào.